10 trên 12. Hít vào baby, baby của mình đang chém không? Thôi, đây là cái con mà con IA thì không chậm dần đâu. Ở bóc quả phụ này có thêm một con voi lẻ nữa dành cho con IA mà thôi này. Cái nhà có vấn đề nếu không. Một voi lẻ một quả thế này. Mười chín hai mươi bốn, đây là bao nhiêu? 4 quả đầu bảy. Vâng, màu 3 là 98 là cái hit ở chỗ cái đó, chỗ bên này con phô bạn nam hơi trống vắng chiều này, hơi trống vắng. Ông con dân đang tương đối ngoan được về. Con voi này. Quay trở lại với con IA thôi. Ồn tranh với game thủ Uchita. Cái số 2 rõ nhìn ra được. Hai mươi ba dân và bây giờ sẽ tầm 740. 30 bãi 730 với 23 dân của Yamato ăn thêm bãi quả dưới bản đồ. À, 71 vào chạm rồi, bà này chuẩn bị được đóng nhà điều kiện thôi, chưa đủ gỗ. Vâng, với sự hiện diện kèo đây có Thiên Vương thì bên nào Vui Vương Nam là người đã lên đời được. Thằng Vui Vương Nam này quân đẹp thế nhỉ? À, bài đẹp thế nhỉ? Còn lưng giáp 23 dân bài rất bình thường thôi. Vâng, bên kia Bùi Vương Nam là người đi sớm. Vâng, cử con sư tử này. Quá trình cái gì? Vâng, có con giò. Bắt đầu được khử những con dân này thôi. Cho anh Xuân Thủy nhá. À chà. Vâng, cảm ơn lần nhận xét của anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh và gia đình vạn sự như ý. Một e đây. Chín tám đang muốn khung nhà, 98 đang muốn khung nhà. Ồ, vậy cho nó hai hốc à? Hai hốc à? Ồ, vâng, vậy là 9 giờ này là 98 đang khung như kiểu bên trong đấy có dân ăn gỗ đấy rồi. Đang là 24/40. Quay trở lại với Nam màu 2 bên đây rồi. 26, một bài đánh người ta gọi là A Dâng. Còn đây là con giò đi từ game thủ Bùi Phương Nam. Sparta làm cho gì đây? 26. Chào anh Khánh Gà nhé.
đây là BA thứ hai. Vâng, quay trở lại với VĐ, bên đây là người đi chém. Vâng, đây là dân đến từ game thủ Sparta Bùi Phương Nam. Hai đâu, làm được người đã cũng nhảy rồi ba rồi. Đó được con dân thứ ba chạy. Vâng, vậy là tì luôn vào ruộng đến từ game thủ U98. Vâng, U98. Ồ, vâng, vậy là con dân này nó đi có đường thì nó ra. Vâng, đây là ruộng Lộ Thiên đến từ game thủ U98 bài và bóng ruộng rồi. Vâng, với chém của Yamato thì thỏa của nhà bà mái. Vâng, hai lạc đà một giò tạt sang đây. Ôi xin đấy à, rồi xong. Chỗ kia thì vẫn đồng 98 là người đang 1, 2, 3, 4, 5 con nông dân ra để xử họ. Ôi, ra đây thiết kế. Xông thêm bãi quả này. Vâng, gõ con lạc đà sang đây này. Ui giời, hai lạc đà sang thủ. Bốn lạc đà rồi, Nam làm gì chưa? Đang chờ cung, 4A. Ồ, vẫn lạc đà đây. Lên đường. Nam con lâm dân của vùng Nam xuống, bây giờ phải tụ quân vào thôi. Cố gắng cái cấu rỉa của thành bãi gỗ đấy. Đi đây. Vâng, vậy là lạc đà khi khu vực ngân hoang dành cho Bùi Phương Nam. Tí tiền đạt, năm nay 32-40. Quay trở lại bên nước bên này chắc là vẫn đang đi. Năm nay 23. Lỡ mình nhìn chưa có bánh xe. Bên này thì là nói Bùi Phương Nam, còn bây giờ lạc đà của cái thủ Nam Dô Kiêu vẫn đang đứng ở đây. Ở đây đuổi. Đó, tơ tiếp theo. Tơ thứ ba rồi, tơ tư rồi. Rồi. Bắn luôn. Hit and run các kiểu. Đây rồi, bắt được con lông dân ăn con giò dành cho game thủ của Nga. Đi quân luôn sang nhà game thủ 98 gặp quân. Ôi. Vâng, vậy em vào gần trận thắng 14 nó sang đây rồi thì cũng phải đến từ game thủ Nam Châu Kiều để bắt cung của game thủ 98. Vâng, chưa thêm 14 đâu cả, 14 đằng sau nhá, 14 đằng sau đấy. Vâng, đang vậy e để không cho cung gu 98 chạy được. Kia 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 kia, vâng, vậy e cần mặt bắt bút luôn. Năm nay 37 dành cho ớ cái gì đấy. Rồi, bây giờ đi bây giờ dí vào khi mà 4 không thể ám sát được. Cung R của game thủ 98 là không nhiều. Vâng, vào nhà game thủ 98 chúng tôi đây rồi. Ngon. 37-40. Vâng, xô vào luôn, trong khi đó đây thằng này là 28. Chết luôn, rồi 1-2. 1-2, đừng hiểu em đợi khác, đợi sớm thế. Vâng, 1-2 trong xin đấu tư, chung kết thứ hai. Tối nhậu. Mày tưởng thế nào? Ô xe đây rồi, đây rồi. Vâng, vẫn bóng này nhưng mà chúng ta lấy bóng và vâng, bên kia là quân cân thôi. Để chia đánh giá thì là quân cân thôi. Vâng, 98 là người cầm Persian. Persam nhưng mà xem phôi ai cũng thích cầm hơn rồi. Vẫn là con phôi dành cho Nam Châu Kiều với đớp thì cầm xe.
Quân 19 110 rồi, bây giờ sẽ đánh chém rồi. Alamos, 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 Alam